Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau. Về người tuổi Hợi, sinh vào giờ nào, ngày nào, tháng nào thì có vận số tốt nhất. Và trong 12 tháng của năm Hợi thì tùy vào giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh của mỗi người mà có vận xấu tốt số khác nhau. Vậy thì người tuổi Hợi sinh vào giờ nào, ngày nào, tháng nào thì có vận số và phúc khí giàu sang phú quý nhất, thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết dưới đây trong ngày hôm nay nhé. Và các bạn thân mến, trong 12 tháng của năm Hợi thì tùy vào giờ sinh, ngày sinh của mỗi người mà có vận số tốt xấu khác nhau. Tuổi Hợi, heo thường là một con vật cuối cùng trong 12 con giáp, thế nên nó cũng là một con vật rất kiên nhẫn vì nó phải chờ đợi mãi mới tới lượt mình. Đối với người tuổi Hợi là một người thường có bản tính nhút nhát và có vẻ rất lãnh đạo, nhưng họ lại rất biết thông cảm và là một người rất đáng yêu. Họ thường có một tính trung thực và luôn luôn cố gắng để không bao giờ bị bỏ rơi và bỏ rơi người khác. Đây cũng là một kiểu người hiền hòa, thích đến những chỗ đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Nếu như mà bạn sinh vào những năm dưới đây thì bạn là một trong những người cầm tinh tuổi Hợi. Thứ nhất là người sinh năm 1911, 1923, 1935, 1947, 1959 và 1971, 1983, 1995, 2007 và người 2019. Trong 12 tháng của năm Hợi thì theo tử vi 12 con giáp thì tùy vào giờ sinh, tháng sinh của mỗi người theo âm lịch mà họ đều có những vận số khác nhau. Thứ nhất là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ nào thì có vận số tốt nhất. Người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ, do Hợi Thủy và Tý Thủy nó sánh vai nên đa phần người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Tý là có tướng mạo thanh tú, thông minh, giỏi giang và có sức hấp dẫn là đặc biệt với người khác giới. Do đó, với những các mối quan hệ xã hội và xã giao của con giáp này thì khá rộng và cần phải tiết chế cảm xúc của bản thân để tránh vướng vào những rắc rối về tình cảm không ngờ đến. Thứ hai là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Sửu, từ 1 đến 3 giờ thì phần lớn người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Sửu là cần phải đề phòng có số mệnh không gặp thời. Tuy nỗ lực hết mình để vượt qua mọi gian khó để có thể đạt được mục tiêu, nhưng ít người giúp đỡ nên trên công danh và sự nghiệp chỉ đạt được mức độ trung bình. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ là một người tính tình khá hung bạo, tuy là dũng cảm nhưng rất kiêu ngạo và tự mãn, lúc nào cũng coi mình là một trung tâm của vũ trụ và không coi trọng những người khác, dù là được người thân hay là bạn bè giúp đỡ, nhưng về tính tình ngang ngược nên rất khó làm nên việc lớn. Về thứ tư là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Mão, có nghĩa là từ 5 giờ đến 7 giờ. Vì Hợi Thủy sinh Mão Mộc, vì vậy nên người sinh vào giờ này là có cuộc sống hạnh phúc, phú quý, tài lộc dồi dào và mưu sự đại thành. Với người này thì không những được gia đình hậu thuẫn mà ngoài ra còn luôn có quý nhân phù trợ trên con đường sự nghiệp, vì vậy rất phát triển và dễ có được một cuộc sống giàu sang và phú quý. Về thứ năm là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Thìn, là từ 7 đến 9 giờ. Với người tuổi Hợi mà sinh vào giờ này
là một người có tấm lòng lương thiện nhưng lại thích hư vinh, ưa sự hào hoa và thích được người đời xu nịnh. Ngoài ra thì những người này có số nổi tiếng, sống cuộc đời hạnh phúc và an nhàn và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới. Về thứ sáu là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Tỵ là từ 9 đến 11 giờ. Người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Tỵ là có cá tính nóng nảy, làm việc luôn quyết đoán và luôn có xu hướng chuyên chế, độc đoán. Người này có sao dịch mã chiếu mệnh nên cũng phải đi xa để cầu tài. Nhưng tuy nhiên, con giáp này thì luôn được quý nhân phù trợ nên dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Về thứ bảy là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Ngọ. Về thứ bảy là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Nếu sinh vào giờ Ngọ, đa phần là người tuổi Hợi có kiến thức rất uyên thâm, thích nghiên cứu và là một người có quyền cao chức trọng. Người này tuy nổi danh nhưng lại ít vận may. Vì vậy, về tài chính nên khó giữ tiền của, không thích hợp làm kinh doanh và buôn bán. Về thứ 8 là người tuổi Hợi sinh vào giờ Mùi là từ 13 đến 15 giờ. Về bản mệnh của người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Mùi là có sao Bạch Hổ chiếu mệnh, chủ về phá tài, chiếu rọi nên cũng rất dễ hao tốn tiền của. Và người này thì thông minh danh lợi, đầu óc linh hoạt nên dễ vang danh bốn phương và được mọi người yêu mến. Nhưng tuy nhiên đôi lúc cũng khó tránh khỏi những họa khẩu thiệt thị phi. Về thứ 9 là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Thân là từ 15 đến 17 giờ. Về phần lớn mà Hợi sinh vào giờ Thân đều là những người khéo léo, đa tài và rất giỏi biện luận, số có danh tiếng trong xã hội. Cuộc sống của người này rất bình yên và hạnh phúc. Về thứ 10 là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Dậu là từ 17 đến 19 giờ. Người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Dậu là có vận thế vượng phu, là do Dậu xung Hợi hình nên trong cuộc sống gặp nhiều chuyện phiền phức, công danh sự nghiệp cũng ở mức bình thường. Về 11 là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Tuất là từ 19 đến 21 giờ. Người tuổi Hợi mà sinh vào giờ này là có tình duyên, sự nghiệp song hành đều thuận lợi. Khi về già thì sẽ được hưởng phúc lộc ở con cháu. Về 12 là người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Người tuổi Hợi mà sinh vào giờ bản mệnh là Phạm Thái Tuế nên sự nghiệp nhiều thăng trầm, và bên cạnh đó lại có sao chỉ bối chiếu mệnh nên phải cẩn trọng khi giao tiếp với bạn bè, vì có kẻ sẽ sẵn sàng lợi dụng lòng tin mà bội hứa lừa gạt tiền bạc của bạn đó. Về thứ hai là người tuổi Hợi sinh vào ngày nào thì có vận số tốt nhất. Đối với người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 1 là có số phận tốt đẹp, sự nghiệp thành công, một mình tự thân lập nghiệp, có thể xây dựng một cơ ngơi gia đình hài hòa, nhưng thiếu chỗ dựa từ người thân, cả đời thanh nhàn và vinh hạnh. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 2 thường xuyên gặp tranh cãi rắc rối với người khác. Người này phong lưu và rất đa tình. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 3 là vận trình có cát có hung, tài lợi thuận thông, song lưu ý có chuyện thị phi rất nhiều. Quanh năm suốt tháng vướng vào đường ăn nói, và đặc biệt là năm lưu niên thì cục diện càng tệ hơn. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 4 là có thiên phú. Người này thông minh nhanh nhẹn, vận trình hanh thông rất đẹp đẽ và dáng vẻ tự tin, rất ham học hỏi, có mệnh cát tinh soi chiếu, chủ về quyền thế và tài danh. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 5 là mệnh không rõ ràng, mặc dù nỗ lực làm việc nhưng hiếm khi đạt được những thành quả. Vì vậy rất mù mịt như đi giữa đêm, tiền đồ bất định, khó có thể phân được là tốt hay là xấu. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 6 là bẩm sinh là một người nhạy bén linh hoạt, thái độ ứng xử rất chân thành và
và rất đáng tin cậy. Người này có nhân duyên rất tốt, sự nghiệp rất thành công và thường có nữ quý nhân trợ giúp, nên nương nhờ vào đó để phát huy những tài năng của bản thân mình. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 7 là trời sinh có năng lực về lãnh đạo, được nhiều người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Bất kể là nam hay nữ đều có tài và gánh vác trọng trách và luôn đạt được những thành tích lớn. Người này có sự nghiệp rất rực rỡ. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 8 là có mệnh mang quan tinh nhưng thời vận không tốt. Làm người thì thiếu ôn hòa và thường xuyên hay gây thù chuốc oán đối với người khác, nên thường bị đố kỵ. Sự nghiệp của người này không tốt. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 9 tuy có lúc gian nan khốn khổ, nhưng nhờ về đầu óc thông minh và nhanh nhẹn, sắc bén, tài trí nên mọi điều để có thể dàn xếp ổn thỏa, hết tai là lại đến phúc. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào ngày mùng 10 là người suy nghĩ linh hoạt, có tài năng kỹ xảo, tinh diệu, có thể thành đại nghiệp nhưng tính khí hơi cao ngạo. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 11 là người có cuộc đời phát triển như cảnh đẹp. Người này có tinh thần bất khuất và cương nghị, trí tuệ thì vượt trội, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để tiến tới một mục tiêu cuối cùng của mình. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 12 là vận mệnh trước cát thì sau hung, từ nhỏ đã được chiều chuộng sinh hư và thường xuyên phỉ báng, chửi bới, công kích người khác, đến trung niên thì khó đạt được danh lợi. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 13 là nên chú trọng về nhân hòa, tuyệt đối không hành động theo cảm tính, hãy chờ đợi thời cơ, có thể nhẫn nại thì mới thành đại nghiệp. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 14 là từ thanh niên thì thường tùy hứng hành động, tự ái rất cao. Người này tự tin mạnh nên khiến nhiều người khác phải kinh sợ và tránh xa, không muốn dây dưa phiền phức với người này. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày hôm rằm, đây là một đời chán nản, không gặp may mắn, lúc nào cũng khốn khổ. Nếu giữ vững được tinh thần nghị lực, phấn đấu thì mới có thể phát đạt lên được. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 16 thì mệnh chủ không rõ ràng, công danh sự nghiệp bình thường, nhưng đường con cái thì xấu. Người này có con chết yểu và nên kết hôn muộn thì sẽ hạn chế được hung tai. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 17 thì các vận chủ trì, trí lực đầy đủ. Người này can đảm và gan dạ, có đức có tài, giỏi về nhiều phương diện. Cuộc đời ắt sẽ đạt được danh lợi và danh lợi thì rất song toàn. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 18 là một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi Hợi. Trời sinh có thiên tướng nghệ thuật, văn nghệ. Nếu hăng hái nỗ lực làm việc chăm chỉ, nhất định sẽ đạt được thành tựu. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 19 là người khổ trước sướng sau, hậu vận có phúc. Từ thanh niên thì tuy lao lực bôn ba, nhưng từ trung niên thì sẽ khởi sắc. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 20, nữ thì tốt hơn nam, có thiên hướng về nghệ thuật. Người này rất ham đọc sách, rất uyên bác và tài năng, văn chương xuất chúng. Nếu có chí tiến thủ, tham vọng cầu tiến thì nhất định sẽ công thành danh toại. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 21 thì đặc biệt là người này thông minh, rất tài trí, có thể là xuất chúng. Người này có năng lực lãnh đạo và tính toán mọi việc trước sau rất tốt, cần kiềm chế một tính cao ngạo, thiện tu nhân hòa, mở rộng xã giao thì sẽ càng thêm cát lợi hơn. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 22, tuổi trẻ thì có nhiều nghề, nhưng về tinh thông một nghề cố định thì khuyết điểm là thiếu về chuyên tâm, tập trung, không cần phải rèn luyện, chí tiến thủ và lòng nhẫn nại thì mới có thể thành công được. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 23 thì được người lớn và quý nhân hiệp trợ, vì vậy đường sự nghiệp rất hanh thông và suôn sẻ. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 24 là giàu có đức độ, sinh ra đã mang tài năng thiên bẩm và thu hút được rất nhiều người khác làm việc cho mình, luôn được tôn trọng, có thanh danh rất tốt, có tiền tài và quyền thế.
Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 25 là có thành có bại. Từ thanh niên thì dù đạt được vinh quang quyền lực nhưng sớm nở tối lại tàn, qua đi như chớp mắt, có ngày suy bại phải xây dựng lại từ đầu. Và người tuổi Hợi sinh vào ngày 26 là ý chí của người này bạc nhược, khuyết thiếu lòng tự tin, không làm nổi chuyện gì để có thể vọng tưởng, cần phải bồi dưỡng ý chí và nghị lực nhất định để chuyển nghịch vận thời, đổi hung thành cát. Còn người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 27 là mệnh mang đào hoa, cuộc đời không những phát đạt mà còn phong lưu, nhiều người theo đuổi. Hơn thế nữa là người này có số quan tinh, trong năm lưu niên thì đại vận sẽ đắc quyền đắc thế. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 28 là tính tình khó lường, chí hướng không chuyên nhất, đứng núi này trông núi nọ. Nếu như có thể tập trung phát triển về sự nghiệp, làm việc kiên trì thì nhất định sẽ thành công. Người tuổi Hợi mà sinh vào ngày 29 là số mệnh cát tường, không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Người tuổi Hợi sinh vào ngày 30 là người có trí lực siêu phàm, nhanh nhẹn hoạt bát, suy nghĩ chu đáo, giỏi đề ra các kế hoạch và có sự nghiệp rất thành công. Về thứ ba là người tuổi Hợi sinh vào tháng nào thì có vận số tốt nhất. Nếu sinh vào tháng 1 âm lịch là tháng Dần, người tuổi Hợi mà sinh vào tháng đầu xuân thường là người thông minh, có tướng hiển quý, làm nên sự nghiệp. Sinh vào tháng 2 là tháng Mão, người tuổi Hợi mà sinh vào tiết kinh trọng có thể trở thành một bậc kiệt xuất. Sinh vào tháng 3 là tháng Thìn, đây là tiết thanh minh, người tuổi Hợi mà sinh vào tháng này thường có thể chất mạnh, khí chí cao, tự mình lập nên sự nghiệp. Nếu sinh vào tháng 4 là tháng Tỵ, tuổi Hợi mà sinh vào tiết lập hạ là người trung hậu, ý chí kiên định, bản tính thông minh và nhanh nhẹn. Sinh vào tháng 5 là tháng Ngọ, sinh vào tiết mang chủng, thường là người tính tình nhu nhược bảo thủ, không có khả năng đảm nhiệm những việc lớn. Sinh vào tháng 6 là tháng Mùi, người tuổi Hợi mà sinh vào tiết Tiểu Thử là người tính cách thiếu quyết đoán, không có ý chí vươn lên. Người tuổi Hợi sinh vào tháng 7 là tháng Thân, sinh vào tiết Lập Thu là người sống độc lập, ghét chuyện thị phi, cuộc đời của họ được hưởng vinh hoa và phú quý. Nếu sinh vào tháng 8 là tháng Dậu là người quyền uy, có tố chất lãnh đạo, sự nghiệp phải trải qua nhiều thử thách mới được như ý. Sinh vào tháng 9 là tháng Tuất, người tuổi Hợi mà sinh vào tiết Hàn Lộ thường là thiếu quyết đoán, người này có cuộc sống vật chất tương đối tốt. Nếu sinh vào tháng 10 là tháng Hợi là người đoan chính hiền hậu, tự lập tự cường, được phúc trời ban, cuối đời thịnh vượng. Sinh vào tháng 11 là tháng Tý, người tuổi Hợi sinh vào tiết Đại Tuyết thường là thân thể đầy đặn, trung thành, lễ nghĩa, danh lợi song toàn. Người tuổi Hợi mà sinh vào tháng 12 là tháng Sửu, nếu sinh vào tiết Tiểu Hàn thì người tuổi Hợi tuy được lộc trời ban nhưng không có quyền lực, lành ít dữ nhiều và cần phải đề phòng họa lớn từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.